Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì ở video này mình muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm, cái kiến thức về vấn đề mật của máy photo của chúng ta. Thì các anh chị, nếu mà các anh chị làm máy photo lâu thì các anh chị sẽ nếu mà các anh chị để ý một chút thì các anh chị sẽ thấy có đợt hạn thì cái lượng mật thải chúng ta rất là nhiều và khi mà chúng ta thêm mật vào, chúng ta chạy một bình mật thì nó chạy không bao nhiêu bản hết thì nó sẽ mau rất là bằng mật. Và đi đôi với đó là các cái nhông, như là nhông mấy cái phốt từ rồi rum, nó hay dễ bị hư hơn. Thì nguyên nhân nó do đâu thì mình sẽ chia sẻ ở video này với một chút cái kiến thức mà mình tìm hiểu được và mình đã trao đổi với chỗ anh Hiếu về vấn đề mật này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào vấn đề nha. Thì mật photo hiện tại trên thị trường mà mình đang sử dụng và mình thấy tất cả các công ty bán mật, bán linh kiện photo đều bán, đó là hai dòng mà thường xuyên thấy các anh chị và các bạn hay sử dụng nhất, đó là dòng mật Fuji và G7. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái dòng mật khác, tuy nhiên mình sẽ nói là hai cái dòng Fuji và G7. Khi mà các anh chị biết là mật, đối với mật thì đa số tất cả các công ty bán linh kiện vật tư máy photo và mật, họ đều nhập vật liệu thô, tức là nhập vật liệu từ trong đóng trong cái thùng, chứ là giống thùng phi gì đó. Thì khi về đây bắt đầu họ mới có thể là họ phối trộn xong rồi họ mới đóng gói cho mình. Chứ còn nếu mà nói về hàng nhập thì hầu như bữa nay không có công ty nào mà nhập nguyên gói và đóng từ ở nước ngoài về hết, mà đa số là được đóng gói ở Việt Nam. Tuy nhiên có một cái vấn đề thế này, thì đối với những công ty nhập thì chỉ có 1-2 công ty là nhập đúng hàng chính gốc thôi, đúng hàng chính gốc thôi, còn những khác là nhập, đó là nhập những cái vật liệu thô nó không có đúng theo cái chất lượng. Do đó là khi mà về tới Việt Nam mà quá trình phối trộn rồi đóng gói thì khi mà sử dụng thì nó sẽ cho cái bật ra mật thải rất là nhiều và nó dễ gây hư hao. Đôi khi nếu mà cái mật nó không chuẩn thì trong quá trình thời tiết nóng nè, chứ lại chạy trong cái bộ từ nó nóng thì cái mực nó sẽ dễ bị nung chảy hơn. Thì do đó là nó các hiện tượng như là từ nó đóng cục này, rồi rum, khi mà cái mực nó hút qua rum rồi nó sẽ gây một tác động, tại cái mực đó nếu mà nó không chuẩn nó sẽ gây ảnh hưởng tới rum, ví dụ như rum mòn hay là một số vấn đề đó hơn rum, và nó sẽ gây luôn các hiện tượng như là mực bị đóng cục ở trong cái bộ phận lò xo xoắn của rum, và nó gây ra hiện tượng hư cái lò xo xoắn và các nhông nếu mà chúng ta nó bị hư cái đó. Nên do đó mình đã có trao đổi, mình đã thấy những nguyên nhân đó và mình đã có tìm hiểu, và mình cũng tìm hiểu thêm một phần ở chỗ anh Hiếu, tại vì anh Hiếu là người làm kỹ thuật rất là lâu và có kinh nghiệm trong vấn đề này. Tại vì đối với những khách hàng ảnh mà cung cấp máy thì ảnh thường ảnh đi theo sát trong quá trình những cái dòng mực nào chạy ổn định thì ảnh mới giới thiệu cho khách hàng. Thì ảnh mới có chia sẻ là khi mà mua mực thì chúng ta nên mua những cái loại mực nó cao tiền một chút. Ví dụ những cái dòng mực Fuji hay là G7 trên thị trường hiện tại bây giờ, nếu mà lấy ở tại chính gốc công ty, ta bán sỉ bán lẻ thì nó nằm khoảng 190. Thì cái giá những cái giá mực đó mình ra có tìm hiểu số công ty bán thì nó có rất là nhiều giá 190-200 mấy. Tuy nhiên mà các chị khi mà mua mực đó, mình khuyên các chị là nên mua ở với mực ở giá thành cao một chút, có thể là nó trên lệch khoảng 30-40 ngàn. Tuy nhiên đổi lại là chúng ta sẽ chạy được cái số bản nhiều hơn, mực thải nó ít hơn và nó ít hư hao máy móc hơn. Tại vì trong quá trình đó là những cái mực, dòng cái mực đó là mình gọi là mực tốt. Thì cái những cái dòng mực tốt đó thì nó thì cái công ty đó nó nhập, nhưng mà cái dòng mực đó là dòng mực chuẩn, nó sẽ đáp ứng được cho cái máy của chúng ta nó chạy hoạt động ổn định, và đối với những cái bột mực nó sẽ mịn hơn và nó sẽ gây ít cái tình trạng là mực thải nó ra nhiều. Và mình mua cao hơn 30-40 ngàn, tuy nhiên là khi mà mình lại ít cái phần
thay thế linh kiện thì nó sẽ bù lại và nó sẽ bù tốt hơn. Nếu mà chúng ta mua mực rẻ mà chúng ta chạy thì nó sẽ rất là dễ bị hư hao linh kiện. Do đó mình cũng có những cái đợt hàng mình cũng thấy nó lạ, cũng phân vân và cũng tìm hiểu, thì đến bữa nay thì mình mới hiểu được cái nguyên nhân được tại sao mà đôi khi trong một số cũng cái thời tiết đó, nhưng mà có dòng mực mình mua về thì máy nó hay nó bị cấm cục ở từ, và rung nó hay bị hư, một số linh kiện bị mấy cái phốt nó dễ bị đơ cứng. Là bữa nay mình hiểu được cái nguyên nhân một phần cũng là do mực. Nếu mà chúng ta mua mực nó không đảm bảo, và đa số ở trên thị trường hiện tại bây giờ mà mình tìm hiểu thông tin, trao đổi tìm hiểu thông tin, từng biết đa số hiện tại bây giờ tất cả các dòng mực lẻ tiền đều là mực sẽ không có đáp ứng được cái nhu cầu cho chúng ta chạy, và khi mà chạy thì mực thải nhiều và máy móc chúng ta sẽ bị hư hao hơn. Do đó mình muốn chia sẻ một chút cho tất cả các anh chị, chúng ta sẽ có hai hướng. Nếu mà chúng ta mua mực ở cái giá thành nó chênh lệch nó cao hơn một chút thì bù lại chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng hư hao máy móc và chạy được cái số bảng nó nhiều hơn, mực thải nó ít hơn, chúng ta sẽ đỡ phải sửa chữa máy linh kiện. Nếu mà trong một năm, nếu các anh chị để ý, nếu mà trong một năm mà các anh chị mà bỏ chi phí để sửa máy thì rất là nhiều luôn. Nếu chúng ta bây giờ một tháng, nếu các anh chị chạy cho nó hai bình mực đi thì nó chỉ trên lợt chúng ta vượt tầm là khoảng 100.000, còn nếu mà các anh chị thay linh kiện thì nó sẽ vượt tầm khoảng từ 500.000 trở lên. Thì các anh chị nên là so sánh và chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác về chúng ta sẽ sử dụng mực. Có lẽ là các chị sẽ còn đang thắc mắc là tại sao cũng dùng mực nhưng mà nó giá thành rẻ, giá thành mắc. Tại vì đó như là đã phân tích, giá thành rẻ thì mực khổ cho những cái gọi là cái nguyên liệu nhập về nó sẽ không được chất lượng. Do đó mực chúng ta xài nó sẽ bị dẫn đến tình trạng đóng cục và hay mất nhiều. Còn đối với mực nó cao tiền hơn một chút, đó là người ta nhập cái nguyên liệu thành phẩm về ở chất lượng tốt. Do đó là chúng ta máy móc chúng ta chạy nó rất là bị thiệt hại. Đó là một chút kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Hy vọng nó sẽ có cái hướng dịch và nó sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị có định hướng lựa chọn mực xài cho máy của mình là tốt hơn. Còn nếu các anh chị nào mà muốn mua một số linh kiện gì đó mà ở trên thị trường anh chị cảm thấy chưa yên tâm, và nếu chưa mực xài anh chị cảm thấy còn đang phân vân những cái dòng mực nào, thì các anh chị có thể là điện tới công ty chúng ta nói những cái dòng máy đó, hoặc các anh chị có thể điện trực tiếp tới cho anh Hiếu. Nếu mà các anh chị chưa biết số điện thoại thì các anh chị cứ để comment phía dưới, mình sẽ cho số điện thoại của anh Hiếu. Và các anh chị cứ nói dòng máy thì anh sẽ tư vấn những cái loại mực linh kiện là sao cho phù hợp với tất cả các bạn và các anh chị. Thì hy vọng nó sẽ video này sẽ giúp ích được tất cả các anh chị ha. Thôi mình cũng xin phép dừng video tại đây. Nếu có những cái vấn đề gì thắc mắc, hoặc là muốn trao đổi, hoặc là những có ý kiến phản biện gì vấn đề về mực thì các anh chị cứ để bình luận ở phía dưới. Tại vì mình cũng không phải là một người thợ chuyên nghiệp, và mình trong quá trình mình xài mình cũng thấy cái những vấn đề hiện tượng đó, nên mình cũng đã tìm hiểu và mình muốn đưa ra một cái ý kiến của mình về vấn đề sử dụng mực. Thì chắc chắn ý kiến thì nó sẽ có ý kiến thuận chiều, ý kiến trái chiều. Có bạn thích ý kiến này của mình, có bạn sẽ không thích ý kiến này của mình, nhưng mà không sao, đó là mình trao đổi, mình học hỏi kinh nghiệm. Hy vọng mình sẽ nhận được những cái bình luận tích cực hay là tiêu cực gì đó, thì các chị cứ để lại phía dưới để mình sẽ có những cái nhìn tốt hơn, và mình để chuẩn bị những kiến thức được chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị tốt hơn. Rồi video mình xin tạm dừng ở đây nha. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Bye bye.